Vâng, em Chiến chào tất cả các bác nha. Đây là cặp loa JBL100 thánh hàng đã cập bến cùng với một con equalizer khủng và rất là hiếm. Và nó rất là đẹp nha các bác. Con này của hãng Toa, có model là I112, điện hàng Nhật điện 100V. Cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Con này mà các bác đang phối ghép với những con âm ly nghe nhạc cao cấp có size lớn thì hoặc là những con bao như là Acoustic Pro 2 vân vân thì em này cực kỳ là tuyệt vời. Đây em mời các bác cùng xem, nó rất là mới nha. Điện 100V nha các bác. Dòng cao cấp sử dụng rất 6 ly và 3 lăng. 6 ly thì các bác có thể sử dụng AV thôi nha, AV 3 lăng đầy đủ đó nha. Đường input thì nó sẽ có là hai đường AV và đường 3 lăng và output và 3 lăng AV, vân vân. Điện 100V nha các bác, hàng tuyến về. Sưu tầm về cho các bác. Con này là hàng khủng nha các bác. Âm thanh thì tuyệt vời rồi. Cỡ C80 là không ăn thua nhé. Đây các bác sẽ thấy là những canh chỉnh tần số và volume cho hai vế và những volume canh chỉnh tần số này hỗ trợ thêm này các bác thấy như những con R7 hay là 7070. Đây, như thế này nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều nha các bác có thể căn chỉnh hiệu chỉnh vào trên này ở giá tầng như thế này. Đây là hai tầng volume này. Các bác thấy số ký của nó. Cần là một phần nhưng mà chỉnh trên này nữa nha các bác, trên này nữa thì con này các bác sẽ nghĩ ra nó như là thành sáu mấy 70 cần rồi nha. Đấy, cần đây một riêng, còn volume riêng, cần thì nó ở trên chỗ là 31,5 này, 63, số này là số rất là lớn. Còn xuống này chúng ta sẽ thấy nó xen kỹ hơn, những giá tầng rất là rộng nữa. Đây mua vé thêm hai hàng volume đây và phần can chỉnh chế độ vân vân rất là nhiều, volume tổng cho hai kênh, hai nút nguồn. Đây em mời các bác nha, rất là đẹp nha các bác. Và giá con equalizer này là 10 triệu nhưng đã bao gồm phí ship. Bác nào sưu tầm thì alo cho em, chỉ có một con duy nhất nha, hàng độc. Các bác nào sưu tầm hàng độc và đẹp thì liên hệ cho em. Equalizer 112 nha các bác, siêu phẩm nha các bác, điện 100V. Và đây là một con Luckman 5L15. Em này công suất rất là khỏe nha. Các bác nào mà chơi tăng noise RGB hoặc là những dòng loa bass 30, những dòng RGB thì đánh tuyệt vời nha. Em nó được thiết kế rất là đẹp, ngầu, đánh 8 sò sách, chạy mạch class A 380W, sở hữu hai đồng hồ vô hai bên. Đây là volume tổng nha bác. Con này nghe rất là hay nha bác, hay hơn cả L540 rất là nhiều, nhưng mà giá thì chỉ có trên 10 triệu một tí. Và lúc manh L540 17-18 triệu nghe không bằng em này. Mà không biết thị trường Việt Nam mình con này giá rất là tốt nha bác. Lúc manh 5L15 chỉ có giá 10.500.000. Âm thanh tuyệt hay, chạy class A nha các bác. Đây các bác thể thấy nó chạy nguồn xiến và 8 sò sét này. 8 sò sét. Bác nào sở hữu thì liên hệ cho em, 380W. Đây khi em nó bật, nó sử dụng điện 100V. Khi mình bật nguồn nha, à, volume tổng và chế độ chuyển kênh. Đây, khi mé đếm rally thì cái đồng hồ nó sẽ nhảy lên nha các bác. Con này giá 10.500.000. Cỡ lúc manh L570 hay là 540 nghi không bằng em này nha các bác. Còn theo ý kiến của các bác sao chứ im chắc âm im nghi con này mạnh này. Và ba giải nó ra nó cân bằng, ba giải rất là đều luôn. Và giải cao rất là tốt chứ không như những con 540 nghi khô và rất là khó nghi. Và chúng ta muốn canh chỉnh giải cao thì nó mất giải bass lại nó hay. Con này phần rề của cái phần con 5L15 này rất là tốt nha bác. Bass mic chép rất là tốt luôn, nghe phê luôn. 10.500.000 là một con ly đáng chơi nhất ở cái phân khúc này. Rồi các bác nào chơi RGB thì bêm này về nha, hoặc là tăng noi, hoặc là những dòng loa châu Âu. 380W đánh 8 sò sét nha các bác. Đây, 8 sò sét rất là mạnh luôn, nguồn xiến nha. Và đây là cặp loa L100 Canterbury. Đây canh, canh nâu nha các bác, rất là đẹp. Rồi em sẽ tháo cái canh ra cho các bác cùng xem. Đây tất cả sản phẩm thì em đã báo giá cho các bác rồi. Đây là mới về tối nay em cũng vui hà. Cặp loa này thì một cặp duy nhất này, nhiều bác đẹp lắm nhưng mà nên có về một cặp thì bác nào nhanh tay thì em gửi lại cho bác nha. Đây L100 Canterbury thẳng ha, đẹp keng luôn nha các bác.
giá là 36 triệu nha. Đây là ban đêm em quay là nó bóng, các bác có thể nhìn rõ không? Đèn thì các bác nhìn rất là rõ luôn nha. Đấy, tiếng loa bass này, loa mic này, kép này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? L100 Canterbury Thánh Hai. Thùng vàng nha các bác. Thùng vàng, giá là 36 triệu. Và con âm ly Lukman 2 đồng hồ vô 5L15. Giá là 10 triệu 500 ngàn, Equator 112. Giá là 10 triệu đã bao gồm phí ship. Đấy, tối nay em về được 3 sản phẩm này, bác nào lấy sản phẩm nào thì alo cho em Chiến nha.